Địch Địa Nhiệt Ba bị bắt quả tang nhìn Cung Tuấn đắm đuối, sự thật phía sau khiến dân tình ngã ngửa. Một clip của Địch Địa Nhiệt Ba và Cung Tuấn trên phim trường An Lạc Truyện đang thu hút nhiều bình luận từ phía khán giả. Vào ngày 6 tháng 10, nhiều blogger lan truyền đoạn clip tình cảm của Địch Địa Nhiệt Ba và Cung Tuấn trên phim trường An Lạc Truyện. Địch Địa Nhiệt Ba nhìn Cung Tuấn một lúc lâu và nói điều gì đó với anh chàng. Nhiều cư dân mạng phấn khích vì khoảnh khắc ánh mắt đôi ta chạm nhau của hai ngôi sao. Tuy nhiên các fan nhanh chóng đính chính, đây là khi Địch Địa Nhiệt Ba soi được nhóm người chụp ảnh trộm và chỉ cho Cung Tuấn, chứ không phải ngắm nhìn nhau lãng mạn gì như các blogger lên bài. Một số bình luận từ cư dân mạng như sau. Blogger cáp cái ảnh mắt chạm nhau mà nhìn mặt chị kiểu như nghi hoặc ý. Này là tia mấy người chụp trộm mà, chả thấy liên quan gì, bà đang nheo nheo mắt. Đây là tia blogger chụp trộm chứ nhìn nhau, hai bên tóe lửa tình gì, nhìn đi có ai thích bị leak ảnh không? Hay, phía nhà sản xuất bảo mật chán thế ra văn bản cảnh cáo mà như không, học tập ngự sao kỳ đi trời. Trước đó chính Địch Địa Nhiệt Ba cũng từng bị ném đá khi những hình ảnh leak quá sắc nét của cô được lan truyền trên mạng. Bộ phim An Lạc Truyện hiện tại vẫn đang trong quá trình quay dựng, phim hiện chưa có ngày lên sóng chính thức. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!